Rồi, em xin chào anh Quốc nha. Em xin chào quý cô chú anh chị ạ. Em xin giới thiệu em là nhà vườn Trần Thi, em ở Chợ Lách Bến Tre nha. Số điện thoại của em là 0338053191 luôn nha quý cô chú anh chị. Và số này em cũng sử dụng bên Zalo luôn nha. Thì hôm nay em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình một số mặt hàng cây bonsai và em cũng có giảm giá một số cây luôn nha. Em mời quý cô chú anh chị mình vào xem nha. Và đây là mặt hàng đầu tiên của em là đây là cây cần thăng. Cần thăng này thì em ghép là cần thăng đọt hồng. Đó, cây già cây lắm luôn. Đây là mã số 1 nha, mã số đầu tiên. Em ký hiệu bằng chữ X nha quý cô chú anh chị. Rồi, em đo kích thước luôn nha. Hoành ngay chỗ đây em đo được là 22. Chiều cao cây này là 38. Và cái tán cây này là 39. Mã số 1 cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 800 ngàn. Em bao ship bao chậu luôn nha. Đây là dòng cần thăng, em ghép cần thăng đọt hồng. Cây rất là già luôn. Mã số 1X em giao lưu giá là 800 ngàn. Em bao ship bao chậu luôn ạ. Rồi em qua mã số 1 nha. Tiếp tục em lên mã số 2. Mã số 2X cũng là dòng cần thăng, em ghép cần thăng đọt hồng luôn. Đó. Cây này đường thân nhìn nó cũng duyên lắm luôn nha. Rồi em đo kích thước luôn. Tổng hoành rễ ngay đây em đo được là 35 nè. Hoành thân ngay đây em đo được là 17 nha. Chiều cao cây này 39. Và cái tán cây này là 45. Mã số 2X cây này em giao lưu giá là 700 ngàn. Em bao ship bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Đây là cần thăng, em ghép cần thăng đọt hồng nha. Mã số 2X em giao lưu giá là 700 ngàn. Em bao ship bao chậu luôn ạ. Cây già cây lắm luôn nha. Rồi em qua mã số 2 nha. Tiếp tục em lên mã số 3. Cũng là chủng loại cây cần thăng luôn. Mã số 3X. Đó. Rồi em đo kích thước luôn ạ. Hoành cũ ngay đây em đo được là 25. Chiều cao cây này là 52. Và tán cây này là 54. Mã số 3X cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 1 triệu. Em bao ship bao chậu luôn nha. Cây già cây lắm luôn nha quý cô chú anh chị. Đây. Mã số 3X em giao lưu giá 1 triệu ạ. Em bao ship bao chậu luôn. Rồi em qua mã số 3 nha. Tiếp tục em lên mã số 4. Số 4 đây cũng là cây chủng loại cần thăng luôn. Đây, mã số 4X. Rồi, để em đo kích thước luôn nha. Tổng hoành rễ nha, đem đo được là 58 ạ. Và hoành ngay chỗ thước dây ngay đây em đo được là 24. Chiều cao cây này là 52. Và cái tán cây này là 54. Mã số cây này là 4X. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 1 triệu 300 ngàn. Em bao ship bao chậu luôn. Đây là mã số 4X nha quý cô chú anh chị. Cây rất là già luôn nè. Mã số 4X. Em giao lưu giá là 1 triệu 300 ngàn. Em bao ship bao chậu luôn. Rồi em qua mã số 4 nha. Tiếp tục em lên mã số 5. Mã số 5X cây này cũng là chủng loại cần thăng luôn ạ. Này. Cái này nó liền nhau luôn nè. Nhìn nó lạ lắm luôn. Mã số 5X. Rồi em ra đo cái thước luôn nha. Tổng hoành ngay đây em ra được là 56 nha. Tổng hoành 56. Và ngay chỗ thước dây ngay chỗ này cũ này em ra được là 17 nha. Chiều cao là 34. Và cái tán là 56. Mã số 5X. Cần thăng cây này em giao lưu giá 1 triệu 700 ngàn.
em bao ship bao chậu luôn. À, cây nó hai cái này nó liền nhau luôn nè, nhìn nó quái lắm luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 5X em giao lưu giá 1.700.000 ạ. À, em bao ship bao chậu luôn. Rồi em qua mã số 5 nha. Tiếp tục em lên mã số 6. À, mã số 6 đây cũng là chủng loại cần than luôn. Đây. Hai cái này thì liền nhau luôn nha quý cô chú anh chị, nhìn nó rất là lạ luôn. Mã số 6X. Rồi em đo kích thước luôn nha. Tổng hoành cũ ngay đây em đo được là 40 nha. Tổng hoành hai cũ là em đo được 40. À, và đây cái màu cũ này em đo được là 29. Chiều cao cây này là 49. À, và tán ngang cây này là 59. À, cây này là mã số 6X. Em giao lưu giá là 2.500.000. Em bao ship bao chậu luôn nha. Đó. Hai cái này liền nhau luôn nè. Nhìn nó lạ lắm luôn nha. Rất là duyên. Mã số 6X em giao lưu giá là 2.500.000. Em bao ship bao chậu luôn ạ. Rồi em qua mã số 6 nha. Tiếp tục em lên mã số 7X. À, mã số 7 đây cũng là chủng loại cần thăng luôn. Cái hàng này em trồng ống nha quý cô chú anh chị. Đây. Đó. À, cần thăng cây này em trồng ống nên có được cái bộ rễ nó cao nè, nó dài. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành cũ ngay đây em đo được là 30 nha. Chiều cao cây này là 62. À, chiều cao rễ là 35. Và cái tán cây này là 39. Mã số 7X cây này em giao lưu giá là 1.400.000. Em bao ship bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. À, cây già cây lắm luôn nha. Hôm nay thì nhà vườn em có giảm giá một số cây bonsai nha quý cô chú anh chị. Đó, mã số 7, cây này em giao lưu giá 1.400.000. Rồi em qua mã số 7 nha. Tiếp tục em lên mã số 8. Mã số 8 thì đây là cây hoa giấy Mỹ. Đây. Mã số 8X. Hoa giấy Mỹ ạ. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành củ rễ ngay đây em đo được là 53. Và hoành thân ngay đây em đo được là 29. Chiều cao cây này là 45. Và tán cây này là 47. À, cây này là mã số 8X. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 1 triệu nha. 1 triệu em bao ship luôn. Đây. Hoa giấy Mỹ nha quý cô chú anh chị. Mã số 8X. Em giao lưu giá là 1 triệu ạ. Em bao ship luôn. Đây. Rồi em qua mã số 8 nha. Tiếp tục em lên mã số 9. Mã số 9X. Cây này cũng là hoa giấy Mỹ luôn. Đây, đó. Cây này củ này khá to luôn nè. Mã số 9X. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành tổng hoành bệ ngay đây em đo được là 71 nha. Cái khoảng giữa này em đo được là 46. Và cái hoành thân trên đây em đo được là 28 nè. Chiều cao cây này là 48. À, và tán cây này là 40. À, đây là mã số 9X. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 1.700.000. Em bao ship luôn. À, củ to lắm luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 9X nha. À, em giao lưu giá là 1.700.000. Rồi em qua mã số 9 nha. Đây tiếp tục đây là mã số 10. À, mã số 10 cây này cũng là hoa giấy Mỹ luôn. Đó. Rồi em đo kích thước luôn nha. À, tổng hoành ngay chỗ thước dây em đo được là 61 nha. Hoành thân ngay đây em đo được là 28. Chiều cao cây này là 62. Và cái tán cây này là 52. Mã số 10X, cây này em giao lưu giá 1.900.000.
Em bao ship luôn nha quý cô chú anh chị. Đây là hoa giấy Mỹ nha. Đây. Cành nó khá là to luôn nè. Mã số 10, em giao lưu giá 1.900.000. Em bao ship luôn ạ. Đây, hoa giấy Mỹ ạ. Rồi, em qua mã số 10 nha. Tiếp tục em lên mã số 11. Đây. Mã số 11 đây là trang đỏ lá nhỏ. Đây, đó. Cây này nhìn lực lắm luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi, em đo kích thước luôn nha. Hoành ngay đây em đo được là 15. Chiều cao cây này là 14. À, và tán là 29. Mã số 11. Cây này em giao lưu giá 1.100.000, em bao ship bao chậu luôn. Đây, cây nhìn nó rất là già cây luôn nè. Đây là trang đỏ lá nhỏ ạ. Hay còn gọi là mẫu đơn nha. Mã số 11 em giao lưu giá là 1.100.000, em bao ship bao chậu luôn. Rồi em qua mã số 11 nha. Tiếp tục em lên mã số 12. 12 cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Đây, đó. Mã số 12X nha quý cô chú anh chị. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành ngay chỗ thước dây em đo được là 24. Chiều cao là 13. À, và tán cây này là 32. Mã số 12X cây này em giao lưu giá 1.200.000. Em bao ship bao chậu luôn. Cây già cây nè. Rất là già cây. Mã số 12X nha. Em giao lưu giá 1.200.000 ạ. Rồi em qua mã số 12. Tiếp tục em lên mã số 13. 13X đây là mai chiếu hỷ nha quý cô chú anh chị. Đó. Mã số 13X. Rồi em đo kích thước luôn ạ. Hoành ngay chỗ thước dây em đo được là 20. Chiều cao là 19 và tán cây này 32. Mã số 13X cây này em giao lưu giá 800.000. Em bao ship bao chậu luôn nha. Đây là dòng mai chiếu hỷ nha quý cô chú anh chị. Mai chiếu hỷ trung nu, mã số 13X nha. Em giao lưu giá 800.000. Em bao ship bao chậu luôn ạ. Rồi em qua mã số 13 nha. Tiếp tục em lên mã số 14. Cũng là dòng mai chiếu hỷ luôn. Đây. Mã số 14X. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành ngay chỗ thước dây, đây em đo được là 16 nha. Chiều cao cây này là 24 và tán ngang 38. Mã số 14X cây này em giao lưu giá 600.000. Em bao ship bao chậu luôn. Đây, mai chiếu hỷ trung nu nha quý cô chú anh chị. Mã số 14X. Em giao lưu giá 600.000. Rồi em qua mã số 14 nha. Tiếp tục em lên mã số 15. 15 đây là linh sam 86. Đây, đó. Mã số 15X. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành ngay đây em đo được là 20. À, chiều cao 19 và tán là 39. Mã số 15X cây này em giao lưu giá là 900.000. Em bao ship bao chậu luôn. Linh sam 86 nha quý cô chú anh chị. Đây, đó. Mã số 15X em giao lưu 900.000. Em bao ship bao chậu luôn ạ. Rồi em qua mã số 15, tiếp tục em lên mã số 16. 16 ở đây cũng làm dòng linh sam 86 luôn. Cây rất là già luôn nha. Rồi em đo kích thước luôn. Hoành cũ ngay chỗ thước dây em đo được là 32. Hoành cũ 32 ạ. À, và cái hoành thân ngay đây em đo được là 17. Chiều cao là 34. Và tán cây này 46. Mã số 16X. Cây này em giao lưu giá 1.400.000. Em bao ship bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Đây là dòng linh sam 86 ạ. Cây già cây lắm luôn nha. Mã số 16X em giao lưu giá là 1.400.000. Rồi em qua mã số 16 nha. Tiếp tục em lên mã số 17. Cũng là dòng linh sam 86 luôn. Cây này cũ to lắm luôn nè. Mã số 17X. Đó.
Rồi em đo kích thước luôn nha. Đây hoành củ rễ em đo được là 60 nha. Hoành củ rễ 60. Rồi cái hoành thân ngay đây em đo được là 22. Chiều cao cây này là 18. À, và cái tán là 49 nha quý cô chú anh chị. Mã số 17X. Cây này em giao lưu giá 1.500.000. À, em bao ship bao chậu luôn. Cây này già cây lắm luôn nè. Củ nó to lắm luôn á. Mã số 17X em giao lưu giá 1.500.000 ạ. À, em bao ship bao chậu luôn. Rồi em qua mã số 17 nha. Tiếp tục em lên mã số 18X. Đây là dòng linh sam siêu hoa. Cây này nó rất là đẹp luôn, đường thân đẹp lắm luôn nha. À, mã số 18X. Rồi em đo kích thước luôn nha. Tổng hoành ngay đây em đo được là 41 nha. À, và cái hoành thân ra đây là em đo được là 13. Chiều cao cây này 28. Và tán ngang là 58 nha. Đây, đây là dòng linh sam siêu hoa, mã số 18X. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 700.000. Em bao ship luôn nha. Thì hôm nay thì nhà vườn em có giảm giá một số cây bonsai nha quý cô chú anh chị. À, cây này mã số 18X là em giao lưu giá 700.000. Em bao ship. Rồi em qua cây mã số 18 nha. Tiếp tục em lên cây mã số 19. À, cây này cũng là dòng linh sam siêu hoa luôn. À, cây này đường thân nhìn nó rất là đẹp luôn. Mã số 19X. Rồi em đo kích thước luôn nha. Em đo ngay đây đi. Hoành ngay đây em đo được là 10 cm. Cao là 49. À, và tán lá cây này là 46 nha. Mã số 19X. Cây này em giao lưu giá là 500.000. Em bao ship bao chậu luôn. Dòng linh sam siêu hoa nha quý cô chú anh chị. À, mã số 19 em giao lưu giá 500. Em bao ship bao chậu luôn. Rồi em qua mã số 19 nha. Đây để đại đây đi. Rồi tiếp tục em lên mã số 20. 20 thì gồm có một cặp siêu hoa. Đó, đường thân này nhìn nó rất là duyên luôn nè. Mã số 20X. Rồi em đo kích thước luôn nha. À, em đo đại diện cây này đi. Hoành ngay đây là 16 nè. Chiều cao là 34. À, cái tán lá là 35. Mã số 20. À, một cặp siêu hoa này em giao lưu giá 900.000. Em bao ship luôn. Đó, 900.000 một cặp mã số 20. À, ít em giao lưu giá là 900.000. Hôm nay mấy mặt hàng bonsai thì em có giảm giá một số cây nha quý cô chú anh chị. Rồi em qua mã số 20 nha. Tiếp tục em lên mã số 21. À đây 21, đây là mai chiếu hỷ nha. Mã số 21X. Rồi em đo kích thước luôn. Hành ngay chỗ thước dây em đo được là 17 nha. Chiều cao là 19, à, tán là 35. Mã số 21X, cây này em giao lưu giá 1.500.000. Em bao ship, bao chậu luôn. Đó, 21X nha quý cô chú anh chị. Đây. Mã số 21X em giao lưu giá 1.500.000. Rồi em qua mã số 21 nha. Tiếp tục em lên mã số 22. À, đây cũng là dòng mai diếu hỷ luôn. Đó. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành ngay đây em đo được là 14 nè. Chiều cao là 25. Và tán là 29. Mã số 22X. Cây này em giao lưu giá 700.000. Em bao ship bao chậu luôn. Đây. Mai diếu hỷ nha quý cô chú anh chị. Mã số 22X. Cây này em giao lưu giá là 700.000. Em bao ship bao chậu luôn nha. Rồi em qua mã số 22. À, tiếp tục em lên mã số 23. Cái này giới thiệu không chậu, chậu nứt rồi. Chậu này nứt. Ừ. Đây, mã số 23X. À, cây này là mai chiếu hỷ luôn. Rồi em đo kích thước luôn nha.
hành ngay đây em đo được là 16. Chiều cao là 25 và tán là 32. Mã số 23X, cây này em giao lưu giá là 600.000. Em bao ship không chậu nha quý cô chú anh chị. Đây. Cây này không chậu nha. Em giao lưu giá là 600.000. Em bao ship luôn, mã số 23X ạ. 600.000 em bao ship không chậu ạ. Rồi em qua mã số 23 nha. Tiếp tục em lên mã số 24. À, đây là dòng mai chiếu hỷ kim giòn, mã số 24X. Đây, đó. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành ngay đây em đo được là 25. À, chiều cao cây này là 38 và tán ngang là 42. Này, mã số 24X cây này em giao lưu giá là 600.000. Em bao ship luôn. Đây là mai chiếu hỷ kim giòn. À, cây rất là già cây luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi em qua mã số 24 nha. À, tiếp tục em lên mã số 25. Này, mã số 25X. À, cây này cũng là dòng mai chiếu hỷ kim giòn luôn. À, em đo kích thước đi nha. Tổng hoành ngay đây em đo được là 42. Và ngay đây em đo được là 22. Chiều cao cây này là 34. À, và tán cây này 39. Này. Mã số 25X. À, cây này em giao lưu giá 600.000. Em bao ship luôn. À, đây ngay chỗ này bị lũa nha quý cô chú anh chị. Này, lũa em đã thoa keo rồi nha. Mã số 25X em giao lưu giá 600.000. Em bao ship luôn. À, hôm nay thì nhà vườn em giảm giá một số mặt hàng cây bonsai. Rồi em qua mã số này nha. À, tiếp tục em lên mã số 26, cũng là dòng giờ mai chiếu hỷ kim giòn luôn. Cây này già lắm luôn nè. To nữa. Hoành ngay chỗ này em đo được là 34. À, chiều cao cây này là 32. À, tán ngang là 44. Mã số 26X, cây này em giao lưu giá là 1.700.000. Em bao ship bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Này. Cây già cây lắm luôn nha. Mã số 26X. À, em giao lưu giá là 1.700.000. Em bao ship bao chậu luôn. Rồi em qua mã số 26 nha. À, tiếp tục em lên mã số 27. Đây, 27 cây này thì cũng là mai chiếu hỷ kim giòn luôn. Đó. Rất là già cây luôn ạ. À, em đo kích thước luôn nha. Hoành ngay chỗ này em đo được là 31 nha. Hoành 31, chiều cao là 32 và tán ngang cây này 44. Mã số 27X cây này em giao lưu giá là 700.000. Em bao ship bao chậu luôn. Này, chỗ này nó có bị lũa nha quý cô chú anh chị. Như đây nè. À, vết sẹo. À, em đã thoa keo rồi nha. Mã số 27X thì em giao lưu giá 700.000. Em bao ship bao chậu luôn nha. Rồi em qua mã số 27. À, tiếp tục em lên mã số 28. Đây, mã số 28 nha. À, cũng là kim giòn luôn. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành ngay chỗ này em đo được là 31. À, chiều cao cây này 42. À, tán ngang là 49. Mã số 28. X cây này em giao lưu giá là 1.700.000 luôn. Em bao ship bao chậu luôn. Già cây lắm luôn nha quý cô chú anh chị. Đây. 28X. À, em giao lưu giá là 1.700.000 ạ. Đây là mai chiếu hỷ kim giòn nha. Rồi em qua mã số 28 nha. Tiếp tục em lên mã số 29. 29 đây là dòng sâm hương. Đây. 29X đây là cây sâm hương. Cây này đường thân nhìn rất là duyên luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 29X. Rồi em đo cái thước luôn nha. Hoành ngay chỗ này em đo được là 53. À, thân là được là 17.
Chiều cao cây này là 43. Và tán ngang cây này là 46. Mã số 29X cây này em giao lưu giá là 1.400.000. Em bao ship, bao chậu luôn. Đây là dòng sâm hương ạ. Đường thân cây này duyên lắm luôn nè. Co lượng luôn. Mã số 29X em giao lưu giá 1.400.000. Rồi em qua mã số 29 nha. Tiếp tục đây là mã số 30. 30 thì gồm có 2 cây và cũng là cuối clip của em luôn rồi nha quý cô chú anh chị. Cây cần thăng với lại cây siro. Em đo cái cây siro này đi nha. Siro hoành ngay đây em đo được là 21 nè. Chiều cao là 28 và tán cây này 30. Đó. Mã số 30 hai cây này thì em giao lưu giá là 800.000. Hai cây về gồm có cần thăng với lại siro. Hai cây 800 em bao ship luôn. Cái này có chậu thì em bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi cây này là cuối clip của em luôn ạ. Dạ em số điện thoại liên hệ của em là 0338053191 ạ. Dạ em cũng sử dụng bên Zalo luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ clip của em tới đây là hết ạ. Em cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã vào xem ạ. Em xin chào em tạm biệt nha.